với váy của Mai Hoa này này. Với váy của Mai Hoa thì là một cái chiếc váy cúp ngực và hở chân. Vậy nên dáng đầu tiên thì chị sẽ muốn Mai Hoa tạo một cái dáng là bắt chéo chân này Mai Hoa này. Chống hai tay vào nhau. Bắt chéo chân, đúng rồi, mở vai. Và các em sẽ thấy là với cái dáng váy này thì bắt chéo cao lên này thì sẽ khiến cho chân của bạn ấy dài hơn và rất là phù hợp với tạo dáng này. Chị cũng hướng dẫn luôn này, trong mỗi một bạn chị đều hướng dẫn là ba dáng, không phải là dáng rời rạc mà dáng có thể kết hợp với nhau. Là sao? Rất nhiều người rời rạc là một thế này, rồi xong lại đứng thẳng, hai thế này, không, nhưng nhìn nhá, một này, hai này, thấy không? Nó là một chuỗi của sự chuyển động, các em phải học cái sự chuyển động đấy mới là cái đẹp, chứ còn tạo dáng thì nhiều bạn đã biết rồi lắm rồi. Một này, chân trước tay sau bao giờ cũng thế này, một, thấy không? Rồi hai này, chân xong rồi đến tay này ra này, đúng rồi. Ba này, cho chân xuống cầm tay, chưa hết dáng ba, bước hất đó xong để đi về nhá. Rồi cảm ơn Hoa. Được rồi, có em có thể xoay hai vòng được, đến nào chạy lao ra. Nhưng với chị, với những cái bộ như này này, chị sẽ muốn tạo những cái dáng khỏe hơn. Là sao? Là bộ này nó sẽ có những điểm nhấn gì? Nó sẽ có điểm nhấn về cái phần body như này, xong nó sẽ có cái phần để hất tà như này. Thì với bộ này thì chị sẽ muốn là với bộ này của Ngọc sẽ xoay 3 vòng lên đỉnh sân khấu tạo dáng. Và tạo dáng, nếu mà dáng chính diện thì tạo những cái dáng đơn giản thôi nhá. Còn bộ này chống cả hai tay vẫn đẹp nha, nhưng mà một tay để lên đùi để khoe chân mình. Không bút em ấy. 1 2 cầm xoay. Tay tóc để vẫn còn đủ dáng. Tóc đừng để thế này mà để sát vào, nhặt gần vào tóc một chút thế này. Rồi tiếp. 3 cầm hất. Hất này. Rồi, cầm này xoay gót đi về, xoay hất. Mắt nhìn theo tay đi về. Với chiếc váy này thì cô sẽ mong muốn này, chúng mình sẽ có những cái dáng để khoe chân. Tại vì nó có xẻ nhưng mà nó không khoe được chân quá nhiều như này. Thì cô sẽ muốn một là dáng khoe chân, hai là bắt buộc phải có dáng nghiêng. Vì sao? Vì dáng nghiêng thì mới thấy cả cái phần đằng sau này của bạn ý. Và khi mà bạn nghiêng một cái thì mới nhìn rõ cái phần này nó bay nhá. Và cái thứ ba nữa đấy là khi mà tạo một cái dáng nữa với cái này này thì chúng mình có thể tạo một dáng cân. Vì thực ra thực tế thì với cô bộ này là một bộ rất khó để tạo ra. Nó nhìn thế này thôi nhưng nó rất là khó để tạo những cái dáng phù hợp nhá. Thế chúng mình chỉ cần tạo những cái dáng nhẹ nhàng thôi. 3, 2, 1. Chân dài, hơi chết. Tay vuông, tay có hình tam giác nhỏ. Rồi 2, cho lùi chân ra sau xa. Hất tóc. Co tay. Đừng nghiêng về sau. Thẳng người lên. Đúng rồi, 3, bước thẳng. Bắt chéo chân, con nhìn chân cô này. Bắt chéo. Xoay. Hất tóc. Rồi đi về. Ok, cảm ơn con. Rồi, với cái váy của Thùy Dương, nói chung là những cái váy này đều cũng có những cái dáng rất là khó. Thì với váy của Thùy Dương nhá, thì chị sẽ mong muốn là khi mà Thùy Dương tạo dáng ấy, thì sẽ có cái dáng vuốt hông. Nhưng mà chúng mình lưu ý này, vuốt hông không bao giờ được vuốt kiểu vuốt quá sâu. Thế này thì nó sẽ bị là múa quá. Chúng mình chỉ là tay của chúng mình bình thường nó đang để ở đây. Chúng mình co nhẹ lên đây. Co nhẹ một này. Co nhẹ, chạm nhẹ vào hông. Và cái phần ngón giữa chúng mình sẽ đặt vào hông. Tay cao tay thấp, đúng rồi. Rồi, dáng 2 này. Bước này, ngang này. Rồi, chống tay vào eo này. Một tay để chạm nhẹ vào khuyên tai này. Đúng rồi. Tiếp này. Dáng tiếp theo này. Cho chân ra đằng sau này. Đẩy lại trọng tâm này. Nhìn này, đang thế này đúng không? Đẩy lại trọng tâm này. Rồi, cho chân đằng sau này. Rồi, tay của chúng mình sẽ đặt nhẹ lên này. Đúng rồi. Ok, lại nhá. Bộ này của em khó thì chúng mình sẽ chỉ có những cái vuốt nhẹ thôi này. 3, 2, 1. Vuốt tay cao tay thấp. Rồi, dẫm bước nghiêng sang đánh hông. Cho tay chạm nhẹ vào khuyên tai. Nếu không thì em có thể vuốt tóc cũng được. Tùy em, nếu không có khuyên tai thì mình sẽ vuốt tóc. Có khuyên tai mình sẽ chạm nhẹ vào khuyên tai. Rồi, dáng tiếp theo này. Đẩy phần hông sang này. 3, 2, 1. Đẩy sang này. Cho chân ra sau cùng lúc này. Và tay này co nhá, cong nhá. Hơi bẻ vai lên này, nhìn này, Dương này. Nhìn này. Đó, đúng rồi, ok em, cảm ơn em. Những cái váy như này này, nó những cái động tác đối xứng nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ quyền lực hơn.
chị đang ở đây nhá, chị bước thẳng lên một cái là chị đã hất xong cái chân này của chị. Đấy, cái chân này cũng vẫn đang đi này. Đó. Đúng rồi, lại nhá. 1 2 bước lên, bước nghiêng, xoay, bể tay đằng sau, mở vai này ra một xí hỏi anh ơi, không nó sẽ bị bể, mở vai, rồi tiếp, bước thẳng, hất, đi về, đi, ok em.